Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Sài Gòn hôm nay. Xin chào tất cả. Không phải bài bên bố trọng rồi, vậy anh Thái với anh Thái với lại anh Cường ngồi kia không? Để cho mình phải cài cắm. Giới thiệu với lại team mình, thầy Thái, thầy Đào Duy Thái. Hiện nay là cán bộ giảng dạy về hương, nhưng mà cũng dạy về khoa khoa cơ khí của môn dệt của khoa cơ khí. Tuy nhiên là nếu như ai mà đã từng làm ngành nhựa cách đây khoảng 20 năm thì đều biết thầy Thái là giám đốc nhà máy nhựa của Việt Cắm ở Thủ Đức. Này được cái hay cái là mỗi tháng nó đi theo một em. Đấy. Có ai để ý không? Tháng hay hay hay. Đấy không hỏi. Chưa hỏi gì đâu. Ở đó thì được. Kỹ sư của thầy Thái. Chị Yên Vy là chủ của một doanh nghiệp chuyên may hàng xuất khẩu đi Nhật và chỉ họ có nhận đơn hàng Việt Nam. Đó là một trong những cái chảnh của doanh nghiệp này. Rồi họ tại sao họ chảnh thì nữa mình sẽ hỏi sau. Nhưng mà chị Vy là một trong những chuyên gia cải tiến sản phẩm. Thì trong cái sự cố ngành may là nó sẽ có rất nhiều vấn đề liên quan đến dệt. Tại sao hôm nay là chị Vy lúc nào đồng hành cùng với mình? Mọi người biết rồi, cái sự cố ngành nhựa mình chỉ có cái ông mà đặt hàng, ví dụ như cái mình giao cho cái ông khách hàng của mình, nhưng ông khách hàng mình không phải là người sử dụng trực tiếp, mà cái ông này nè lại là khách hàng của khách hàng của mình, và chị gặp rất nhiều sự cố. Và khi chị đưa ra sự cố thì nó liên quan đến ngành nhựa của mình rất nhiều, và mình té ngửa ra rằng là những cái này khách hàng của mình như là không có comment, hoàn toàn không có comment. Và chị Vy sẽ là người gọi là khách hàng cuối cùng để cho chúng ta hoàn thiện hơn những cái lỗi của mình. Tí nữa chị Vy có thể đưa ra nhiều cái vấn đề làm khó mấy công nhựa với ông dệt giùm em. Ở đây là có rất là nhiều ông dệt ở đây, nhà ông sợi ở đây. Và mời bạn đã giới thiệu mình. Em tên Ngọc, em công ty Đại Tuấn Phát. Đâu đơn giản gì, tuổi tác, gia đình, rồi công việc rồi. Nha, có 30 giây để nói. 33 tuổi, có vợ một con. Chưa chết rồi. Công ty em là con Đạt hả? Về lĩnh vực gì? Con Đạt, ok. Công ty nhượng quá hả? Em đến rồi, không công ty vợ, bán bả cho bán bả sản phẩm. Banta 433. Nhưng mà bạn nhận được thông tin đi lên của cái trên lầu đi, đi lên trên lầu đi hỏi nhân viên là cái trường của trường đúng không? Chúc mừng các bạn vào rồi đúng không? Chỗ tết à, cà phê đi tết. Cái đặt khỏe không em? Dạ khỏe. Lâu lâu quá là không gặp. Người đẹp giới thiệu với mình đi, người đẹp. Đây là em là Sơn Đạt. Cái chỗ hội thảo dạ, em ngọt chào chị, em tên là Phương. Hội thảo. Ở xưa thì em có làm bên công ty hóa chất, nhưng mà em muốn tiện sang một nghề mới là về bên đây cho em để mong được sự phát triển nhiều. Rồi, welcome. Đây là một khách hàng tiềm năng của mình ở cái đầu cuối nữa, ở chớp bên kia nữa. Đã hy vọng là chúng ta có thể hỗ trợ được ít nhiều khách quen. Dạ. Giới thiệu về mình. Dạ, con là Nhân, con là nhân viên kỹ thuật của một công ty máy chắc. Dạ, con đến đây để học hỏi một là chị Bảo Bảo. Cô tên gì? Con là Nhân. Dạ, có giới thiệu tên rồi đúng. Bạn này là thường trực từ những đầu của chương trình tới giờ luôn. Nhân là chuyên bán kem đúng không? Dạ, Arocam ạ. Arocam chuyên cung cấp chất trợ cho ngành dệt và nhuộm.
Thì em đến từ công ty Destination. Thì công ty đó nó có chuyên về dành dụng và hai mặt luôn. Thì em đang làm ở công ty dành dụng, quản lý phụ trách phòng dành dụng và phòng hành tập, kiêm luôn quản lý bộ phận phòng dành dụng. Và một trong những học viên của cái khóa đề án của mình trong 3 năm 2020-2021, học viên cực kỳ xuất sắc trong giai đoạn bị Covid, học online mà không bắn buổi nào cả. Rất là yêu nghề. Mời bạn áo xanh. Xin chào mọi người, em tên là Lượng. Thì em vừa đạt kỹ thuật bên sản xuất dẹp bên này bán sợi thôi các bạn. Công ty hiện tại. Rồi, cảm ơn chị ạ. Em tên mình tự giác lên đây các bạn. Chào chị, em Thành. Em bên công ty dẹp. Em tên là Đê. Em tên gì? Em tên Thành. Thành, có tí gì giới thiệu nhanh chứ. Mấy hôm nay ông làm sếp mà ông ngại nói đang gì là chết rồi. Trong Đông, hiện đang làm phòng lab của công ty Destination. Em bây giờ tôi thấy ông Trung nhiều công ty lắm rồi nha. Không có. Đang làm luôn chị, tên là ông Trung. À, vậy hả? Bị thằng này dù về đúng không? Rồi, lời giới thiệu này. Em tên Lời, em cũng làm từ Destination. Dạ, em xin chào anh chị, em tên Phương Anh ạ. Em là nhân viên ghép mẫu của công ty sợi. Sợi là bán sợi hay là nhuộm sợi? Dạ, ghép mẫu sợi luôn ạ. À, ghép mẫu cứ nhuộm sợi hả bạn? Hy vọng là Thảo luôn luôn đồng hành nha. Đừng có bỏ
cái gì mà hôm nay mình nghe xong có thể nó trôi qua, nhưng mà mình nói lại thì nó sẽ động lại trong lòng, trong đầu mình. Và sau này trong cái nhóm của mình, nếu các bạn cần những cái tài liệu gì thì các bạn cứ nói, thì mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn. Và chia sẻ. Dạ, xin chào tất cả các anh chị. Tôi là Hùng, Dương Mạnh Hùng, là giám đốc công ty dệt nhuộm Thái Thành, bây giờ đổi tên mình Gareth. Thì đến với những cái buổi gặp gỡ như thế này, đó là một điều rất là đặc biệt. Thường ngày cũng gặp với mình mà giờ cũng gặp với rất nhiều người, và nhân vì cơ hội được đứng lên ở đây thì cũng muốn có một chút xíu chia sẻ với lại cả nhà, đó là mọi thứ khó khăn á thì đang diễn ra và chắc chắn nó sẽ qua. Khi qua đi thì chúng ta cần phải có những đồng đội, và trong chương trình phát triển của Gareth thì chúng tôi sẽ phát triển tiếp tục đến ngành dệt. Rất may mắn là có sự hiện xuất hiện các bạn về ở đây, hy vọng là chúng ta có sự kết nối và có cả những anh chị và những người chuyên môn kỹ thuật thì chúng ta còn kết nối nhiều hơn nữa. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và vui vẻ. Công ty Ga Sinh đang bắt tay để anh chị. Cảm ơn Thuận nhiều. Cùng giới thiệu với các bạn trẻ, anh Thuận với anh Hùng là những nhân vật kỳ cựu của chương trình của mình. Và anh Hùng hôm nay là trốn học một cái chương trình về sợi để đi đến đây. Chứ anh vào tháng trước anh bỏ rơi, chỉ còn một lời trách móc của cô Phượng thôi: Hùng ơi, tháng trước không đi nha, bắt đầu tháng này sẽ thu xếp tất cả mọi thứ. Thì rất là vui khi mà Thuận với là Hùng cũng luôn đồng hành cùng với mình. Mời bạn. Chào mọi người, em là Phận, em làm nhân viên phòng lab ở cơ sở dệt nhuộm Nguyễn Văn Đăng. Nên là sau khi 20 năm ra trường, bây giờ em thấy thiếu kiến thức của em tới đi học hỏi mọi người. Ôi, mình rất là thích cái câu của bạn là 20 năm ra trường, nhận thấy mình thiếu kiến thức. Một câu rất là khiêm tốn mà chúng ta còn phải học hỏi. Và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành em nhé. Chào mọi chị. Chào mọi người, em tên Đồng Quế, em là nhân viên quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Hiếu Hảo. Nhưng mà chị Hiếu Hảo là công ty mình ở đâu hả chị? Ở công nghiệp Lê Minh Xuân, Bình Chánh. Đúng rồi, là mình chỉ đổ viên nữa, nhưng mà chị đổ viên nhân vật. Rồi, hy vọng là chúng ta sẽ đồng hành cùng nhé. Về mặt tuyển dụng hay kỹ thuật, đó là vấn đề liên quan tới alo. Chị đổ viên là nữ tướng rất mạnh mẽ, và em nghĩ có dịp gặp với cô thì cô sẽ rất thích chị. Nói chung là đã đến đây rồi là mình nghĩ là cùng tần số. Dạ. Cảm ơn chị đã đồng hành. Mời em. Xin chào các anh chị, em tên là Hồ, em là nhân viên của công ty Epson Việt Nam. Hiện tại thì em đang đảm nhận vị trí là chăm sóc quản lý khách hàng cấp cao, chuyên về các cái giải pháp cho cái ngành in vải kỹ thuật số. Thì cái mảng này là cái mảng tương đối khá mới ở Việt Nam, thì em hy vọng là có thể là học hỏi thêm cái kiến thức về giải sợi để mình có thể chăm sóc khách hàng tốt hơn. Thì hôm nay là cũng có một cái duyên được biết đến Detect, qua cái sau một thời gian dài mình trằn trọc tìm hiểu thông tin, mình nghiên cứu ở trên mạng, thì mình phát hiện trên Facebook thì cũng có cái duyên biết đến cô Phượng với lại các bạn đây. Xin các anh chị giúp đỡ. Rồi, cảm ơn em. Đây là một cái điểm vĩ đại đấy. Hy vọng là mình sẽ kết nối một chuỗi in cho Epson nha. Dạ, chào các anh chị, em Hưng đến từ công ty Amphatest. Trợ lý của Phương. Dạ. Của chương trình đi test. Dạ, em thì bên em thì chuyên bên về giúp trợ, đặc biệt là các loại hồ hoàn tất trong dịch vụ. Dạ. Vâng, mình giới thiệu thêm là bạn đang giấu ẩn mình rất là nhiều. Bạn là thạc sĩ công nghệ hóa học. Bạn là thạc sĩ công nghệ hóa học của trường, đang là giảng viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngành hóa luôn. Và đương nhiên là quá trình đồng hành thì ông thầy này ông sẽ nghiên cứu rất là nhiều loại hồ. Vừa rồi là ông có rất nhiều loại hồ macro cho kháng khuẩn vân vân. Thì ông này cũng là một nhân tài chúng ta cần phải khai thác triệt để. Đừng có để cho tài nguyên nó nằm ở đâu đó xa xôi các anh chị nha. Rồi. Vâng, em mời anh Bửu ạ. Ông này là thầy của ông thầy này. Xin chào mọi người nha. Mình đến có lẽ là ở đây nhiều người cũng mình cũng quen biết từ lâu rồi, tuy nhiên là cũng có một số thậm chí là cháu rất là trẻ ở